Em là chào bác nhá. Hôm qua em có lên một cái đơn bán hàng thì cũng được khá nhiều anh em ủng hộ. Đấy, bình thường một ngày em không có lên đơn nhưng mà vẫn gọi là không lên video nhưng mà vẫn được anh em nhắn tin sưu tầm cũng khá là nhiều. Đơn của em ngày hôm nay cũng được khoảng 20 đơn. Rất là cảm ơn mọi người. Đấy, có những bác mua rất nhiều về trồng chơi. Đây là lô hồng sắc pháo. Em đang đóng dở, chỗ này cũng đang trồng cây, nhiều việc làng nhàng lắm mọi người ạ. Trông thế thôi, cứ quanh đi quẩn lại cái là một ngày nó trôi nhanh lắm, chả được cái việc gì cả. Hôm nay em tiếp tục lại giới thiệu với mọi người một số cây giống lan, những cây nào mà mặt hoa đẹp, rồi là cách chăm sóc và lựa chọn những con giống 51 hay 52. Đấy, không phải là cây lan nào mà các bác chăm sóc là về nhà mình là nó cũng được một cây lan đẹp ngay từ ban đầu, nó rất là khó. Có những giống cây thì rất là ok, có những giống cây thì rất là củ chuối, và những giống cây này em sẽ chèn cái mặt hoa ở bên phía bên phải màn hình để cho các bác tiện đường để mình ngâm cứu về cái mặt hoa của nó này, về cái chăm sóc cái cây của nó phát triển nó như thế nào. Thì trải qua trong cái quá trình mà chăm sóc những cây hoa lan thì em cũng biết đến khá là nhiều giống cây lan. Thì trên màn hình mọi người quan sát, đầu tiên là ở đây là em có cái cây này là cây sen hồng Hàm Yên, hay là còn gọi là mít sen hồng Hàm Yên cũng được, tại vì là nó bản lá mít. Cái dòng này ấy, thì lá nó không có to, lá con nào mà nuôi mà các bác nuôi đạt ấy, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7 sen thôi, 7 sen hơn 7 sen một tí. Như cây nhà em ở đây này, cái lá này gọi là lá đạt lắm nó mới được khoảng 6 sen rưỡi, nhưng mà những cái trường hợp mà nuôi được 7 sen thì rất là ít, trừ khi là những cái cây nó phải là nâu lăm. Về cái thân lá của cây này ấy, thì nó là cái dòng thân thủ rất là to, thân thủ của nó là to hơn cả ngón tay cái của em nhé, nó có thể to bằng ngón chân cái các bác, tức là nó có thể là đạt đến F30 là cái thước kẹp của thợ mộc ấy. Người ta kẹp từ bên này sang bên này này, từ bên này sang bên này. Đấy, F30 trở lên. Đấy, nếu như mà mình nuôi nó thuần vườn ấm chậu và đạt nắng và gió thì nó sẽ đạt cái tiêu chí như vậy. Còn về cái vẻ đẹp thân lá của nó ấy, thì cái giống cây này nó rất là đẹp. Thì từ những cái kỳ năm thứ nhất đến những kỳ năm thứ hai nó đều có cái tố chất nó là lá mít, mặc dù nó là dòng thân thổ, nó không như giống như một số các cái cây mít thân thổ. Ví dụ như các bác nhìn những cây mít thân thổ ấy, thì năm đầu tiên và năm thứ hai lá nó hầu như là nó là lá tre. Ít khi được những cây mà nó đạt mít ngay cả. Thì cái cây sen hồng Hàm Yên này nó đạt về cái tiêu chí là mít ngay từ phút ban đầu. Và cây này nó rất là khó nhân giống và cũng rất dễ bị thối. Nhiều bác là chăm lan là có những cây mít sen hồng Hàm Yên này rất là đẹp, nhưng mà sao của tôi chăm những cái cây kia nó không việc gì cả, nhưng mà cái tại sao cái thằng này cứ động đến nó cái mà không để ý cái là nó bị thối. Và một cái nhược điểm của cây sen hồng Hàm Yên này nữa là cái hoa của nó không thơm như những cái bông hoa phi điệp khác. Hoa của nó có mùi thơm gọi là nhẹ nhẹ thôi, thoang thoảng thôi, nó không thơm như những cây khác. Và các bác chăm sóc cây sen hồng Hàm Yên này thì nó giống như cây một số cái cây mít su, tại vì thằng này những cái kỳ năm thứ nhất thì nó rất là nhỏ bé và nó không có khả năng nhân giống được nhanh ở trong những cái kỳ năm thứ nhất. Những kỳ ươm năm thứ nhất của cây sen hồng Hàm Yên này thường cây nào mà đạt lắm ấy thì nó được khoảng 5 sen cho đến 6 cm. Đấy, nó chỉ tầm như thế này thôi. Đây là kỳ năm thứ nhất, nên là các bác mua cây sen hồng Hàm Yên mà muốn gọi là nhân giống được cây này ấy, ở trên những cái kỳ năm nhất này
thì coi như là các bác sẽ không bao giờ là có được một chậu lan đẹp. Đây mọi người hình dung, đây em có một cái kỳ năm thứ nhất ở đây, nó chỉ được khoảng 3 cm, năm thứ hai nó được như thế này. Và mình mua giống của cây, những cái cây sen hồng Hà Miên này này, thì các bác lưu ý là mua năm thứ nhất cũng được, nhưng khi mà các bác chăm sóc thì để cái mầm gốc nó tự nên tự nhiên, tức là mình sẽ không dùng thuốc can thiệp để cho nó bật 2 hoặc 3 mầm gốc, thì cái việc cái cây của các bác không bao giờ đẹp được. Các bác cứ để lên tự nhiên thì năm thứ hai mọi người sẽ được những cái cây nó được rơi vào khoảng 30 cm hoặc 40 cm, nó tùy, hoặc 20 cm, nó tùy vào cái chế độ chăm sóc và cái vườn lan của mình đạt được, thì nó sẽ được những cái cây nó theo cái mong muốn của mình thôi. Chứ còn nếu như các bác mà chăm mà lấy mầm gốc giống như những cây cây lan khác thì cái cách đấy sẽ không cho các bác được những cây lan đẹp. Mặc dù em là cũng là một gọi là một nhà vườn đi, nhưng mà các bác để ý những cái cây này em cũng không có tiến hành kích mầm. Ví dụ em muốn tận dụng làm thêm được một cái mầm gốc nữa thì em lúc mà cái cây này nó to khỏe thì mình sẽ tách âm ra, thì nó sẽ đẻ cho mình được cái mầm. Và cái mầm này nó cũng không thể nào nó to cao được. Nó gọi là thêm mầm, sang năm nó có thêm một cái cây nữa ở trong chậu này cho nó tròn chậu nhanh thôi. Nhưng mọi người mà tham mà lại đi kích thì coi như là vất đi đấy. Đấy, lưu ý mọi người sưu tầm cây sen hồng Hà Miên và chăm sóc cây sen hồng Hà Miên, cứ để nó lên tự nhiên thì nó rất là ok. Và một cái đặc biệt là cây sen hồng Hà Miên này này, là nó lên mầm gốc khá là chậm. Nó giống như cây cây năm cánh trắng Bảo Duy, là nó lên mầm gốc rất là chậm nha mọi người nhé. Nhưng mà đến mùa phát triển của nó thì nó phát triển rất là nhanh. Nên là các bác mà chăm cây sen hồng Hà Miên, nếu như mà thấy là những cái cây khác nó lên mầm gốc rồi và cây sen của mình vẫn chưa lên thì đừng lo lắng và cũng đừng lên kích mầm gốc. Cứ để nó tự nhiên rồi nó sẽ lên. Nó lên sẽ muộn hơn nhưng mà nó vượt sẽ rất là nhanh. Nó giống như cây năm cánh trắng Bảo Duy ấy. Nó lên muộn nhưng mà nó sẽ vượt rất là nhanh. Và mình sẽ đưa sang bên này. Ở đây em có một cây, cây này gọi là cây người đẹp Bình Dương. Đấy, nói về cây năm cánh trắng thì trên màn hình mọi người cảm nhận và quan sát, ở đây là em đang có một cây người đẹp Bình Dương. Cây này thì em đã tiến hành là kích hoa và nó đã ra ki nha mọi người nhé. Đấy mọi người, nó ra thành cái ki. Sau khi mà ra thành cái ki rồi thì em đã tiến hành là dùng cái gờ e gừng làm từ cái đầu ki, nó sẽ ra những bông hoa như thế này. Thì bản thân cây người đẹp Bình Dương này là một cái dòng cây nó thắt ngọn khá là sớm và hoa lở cũng khá là sớm. Một trong những bông hoa lở vào đầu xuân thì những cây như này nó có thể là làm hoa để chơi Tết được. Và giống cây xe, cây người đẹp Bình Dương này khá là khỏe mạnh. Nên là các bác chăm sóc, sưu tầm giống ở những cây như cây người đẹp Bình Dương thì có thể là sưu tầm và chăm sóc rất đơn giản từ những kỳ năm thứ nhất. Những kỳ năm thứ nhất như vậy nó cũng có thể là cho mình được những bông hoa như ở trên màn hình mọi người quan sát ở đây. Đây là một cái kỳ năm thứ nhất vẫn ra hoa bình thường, và trên đây cũng là một kỳ năm thứ nhất. Giống cây này rất là khỏe và thân lá rất đẹp. Đây là kỳ năm thứ nhất và kỳ này là kỳ ươm tự nhiên ở trong già lan nhà em, thì nó cũng đạt một cái chỉ số đo rất là tuyệt vời. Như con này nó rơi vào tầm khoảng 60 cm, như vậy rất là đẹp. Đây là những kỳ năm thứ nhất, còn những cái chậu to thì nó nằm ở bên dưới kia. Em chỉ giới thiệu với mọi người là những cái kỳ năm thứ nhất để cho các bác biết là giống cây này rất là khỏe, và mọi người có thể là mua những cái cây, những cái size như vậy để mình có thể là làm hoa trong dịp Tết này. Ví dụ như các bác mua cái size nó tầm 30 cm hoặc 25 cm là các bác có thể làm hoa để chơi Tết ở trong mùa giải năm nay luôn, không cần phải đợi sang năm mới sưu tầm mà mới có hoa.
thì những cây người đào Bình Dương như vậy thì trước đây giá nó rất là đắt, nó gần tỷ một cm, gần 1 tỷ một cm đấy. Các bác hình dung là một cái đốt cây này nó 2 cm chẳng hạn, 2 cm chẳng hạn, thì nó nhân tiền lên thì nó cũng rơi vào tầm khoảng tỷ rưỡi mình gọi là tỷ rưỡi đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy là cây người đào Bình Dương, thì mặt hoa thì các bác sẽ nghiên cứu sau. Và một cái giống cây nó cũng khá là khó chăm sóc và nó có cái mặt hoa rất là đẹp, đó là cây năm cành trắng mắt trâu. Cây này cây năm cành trắng mắt trâu, thì em lấy những cái cây ở trên này nó gần em lấy nhá. Cây năm cành trắng mắt trâu và cây năm cành trắng bảo duy là hai cây khá là khó chăm sóc. Em nói khá là khó chăm sóc nhé, tại vì cái cây này ấy, mặt hoa thì nó rất là đẹp nhưng mà nó có cái chế độ ra rễ rất là kém. Những cái kỳ năm thứ nhất ấy, thường thì rất là khó chăm sóc, nhưng khi mà nó sang năm thứ hai gọi là vượt mặt trẻ con thì những cái cây này nó rất là dễ chăm sóc và nó rất thích ăn nắng. Cây càng ăn nắng bao nhiêu, khỏe bao nhiêu thì nó càng to bấy nhiêu. Và dòng này là cũng là một trong những cái dòng thân thổ. Ngày xưa người ta bảo Lan Va thì không to, nhưng Lan Va thì nó rất là to, nó không có bé đâu. Chẳng qua là ngày xưa là công chăm sóc, công cho nó ăn nhiều phân bón quá nên cây nó yếu rồi. Chứ còn bây giờ mình cho nó ăn ít, mọi người nhìn đến tầm này nó chưa thắt ngọn mà là nó cũng gần bằng ngón tay, rất là to này, nó không có bé. Và cái giống cây này nó có cái chất lá là nó đi lá chỉ thiên, cái ngọn chỉ thiên, chỉ lên trời này gọi là lá chỉ thiên. Vì ngày xưa em làm những cái video mà nhận diện cơ bản về những cái thân lá của cây lan này thì cũng vớ phải rất là nhiều gạch đá, nhưng mà nó dần dần thì mọi người đều sẽ đều có những cây này tất rồi, các bác sẽ nhìn ra và nghĩ là em nói đúng hay không, rồi các bác sẽ nhận ra thôi. Mỗi một cái cây nó có một cái kiểu nó khác nhau, nó không thể nào là nó giống nhau được. Cũng giống như kiểu là ở cái đất Hải Phòng em có một cái giáo sư có mấy cây lan nhà mình ấy, có cái ngọn cây mà nó kiểu nó xuống này xong nó ngẩng lên trời này, nó xuống này nó ngẩng lên này tí, thì cứ nghĩ là cây lan của nhà mình là phải những nhà khác cũng phải giống nhà mình, chứ không biết là nó có rất là nhiều các cái giống. Ví dụ giống này nó khác và giống này nó khác, giống này nó khác, nó rất là nhiều giống khác nhau. Đấy, nên nó mới có nhiều mặt hoa, nên là rất là buồn cười ấy. Rồi ngày mai em sẽ làm thêm video hôm nay là được hơn chục phút rồi, nó dài quá thì mọi người xem cũng không khoái. Hẹn cô chú anh chị video ngày mai nhé. Một rổ nhưng mà em vẫn chưa trồng. Nhiều quá.